Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ hai. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đến dự. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, giá trị ngành thương mại dịch vụ 6 tháng qua đạt hơn 40% kế hoạch, công nghiệp gần 50%, tăng gần 22% so với cùng kỳ 2020. Thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ với hơn 1.539 tỷ đồng, đạt hơn 76% dự toán thành phố giao. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố trong nửa đầu năm, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, đề ra những giải pháp, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố tỉnh lỵ, tập trung quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tập trung xây dựng đô thị loại 1, đô thị sinh thái, huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng. Hội đồng Nhân dân thành phố cần chủ động thường xuyên đổi mới hoạt động, đổi mới trong tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn, giải quyết tận gốc những vấn đề bức xúc của nhân dân. Chiều qua ngày 19 tháng 7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, tại tòa nhà Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức họp đoàn và thống nhất bầu đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và ông Dương Văn Phước, Tỉnh ủy viên Chánh văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa 15 có 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu công tác tại địa phương. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 chỉ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 31 tháng 7, làm việc cả ngày thứ Bảy, rút ngắn 5 ngày so với dự kiến ban đầu. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao của nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội còn nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện một số sở ngành đã đến thăm kiểm tra điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung để chuẩn bị đón công dân từ vùng có dịch về. Sau khi đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra các khu vực chốt chặn dịch COVID-19 tại vùng giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh tiếp tục đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của các địa phương như Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc. Tại đây, các địa phương đã tích cực triển khai tất cả các phương án đối với người cách ly từ vùng có dịch COVID-19 và người từ nước ngoài trở về. Đồng thời, địa phương có dự phòng các trường hợp khác cần phải đưa vào khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình triển khai thì cũng phải hình dung đây là lần đầu tiên mà chúng ta đưa một lượng bà con lớn về lại Quảng Nam. Trong cái điều kiện mà các tỉnh phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang thực hiện cái việc cách ly theo chỉ thị 16. Do đó cần phải được vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không thực hiện một cách ồ ạt dẫn đến là làm mất an ninh trật tự hoặc là ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là có cái sự chuẩn bị chưa tương xứng ở tại Quảng Nam để đón bà con về. Do đó chúng ta triển khai đợt thứ nhất là một số xe ô tô của các hội đồng hương cấp huyện liên hệ với chính quyền cấp huyện để xác nhận danh sách. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Nam làm việc với thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án đón, phương án về là test nhanh cho bà con và phương án đưa bà con về như thế nào một cách thông suốt trên tất cả các địa phương mà đoàn xe đi qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị các địa phương như thành phố Hội An, Tam Kỳ có nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ vận động tham gia thực hiện khu cách ly có thu phí. Hiện nay tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các địa phương có phương án hỗ trợ đối với bà con ở lại thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hội đồng hương các huyện. Tất cả các phương án này đang được triển khai rất khẩn trương và tích cực. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị việc đón người về từ thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Bắc Trà My.
Tại khu cách ly tập trung số 1 của huyện Bắc Trà My được trưng dụng tại cơ sở trung tâm dạy nghề cũ tại thị trấn Trà My với sức chứa khoảng 60 người. Huyện đang sử dụng cách ly tập trung cho người đi về từ các vùng dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chi Thanh đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh phòng chống dịch, nhất là khi huyện tổ chức tiếp nhận các công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đợt này, huyện miền núi Bắc Trà My sẽ đón 37 người là con em địa phương đang đi làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Chiều nay, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà cán bộ chiến sĩ trực làm việc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến thăm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 1 đặt tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, và chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 2 đặt tại tuyến DT603, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung gửi lời thăm hỏi, chia sẻ động viên và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời mong muốn các cán bộ chiến sĩ tại đây cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung cũng đã đến thăm và tặng quà động viên ba chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đóng tại nút giao thông nối tuyến DT609 với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, nút giao quốc lộ 14E với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và nút giao quốc lộ 40B với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các sở ngành đơn vị liên quan nhằm rà soát đánh giá công tác chuẩn bị, công tác tổ chức lễ khởi hành đưa người Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh về quê theo tinh thần quyết định 98 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe một số thông tin cơ bản về công tác tổ chức chuyến xe đầu tiên đón người Quảng Nam về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, lễ khởi hành đợt 1 sẽ diễn ra vào sáng ngày mai 21 tháng 7 và thí điểm phương án đón đoàn bằng phương tiện ô tô. Đợt này dự kiến sẽ đón 82 người quê tại thành phố Tam Kỳ, 41 người quê tại huyện Quế Sơn, 41 người quê tại huyện Nông Sơn đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ Hội đồng Hương tại thành phố Hồ Chí Minh rà soát kỹ lưỡng các khâu cuối cùng trong phương án đón người về Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho lễ khởi hành chuyến xe đợt 1 diễn ra vào ngày mai 21 tháng 7. Chiều nay ngày 20 tháng 7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã ký ban hành công văn về việc hướng dẫn quản lý người ra vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, công văn nêu, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đang diễn biến hết sức phức tạp, đã xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Kể từ ngày 20 tháng 7, 2021, đề nghị các nhà quản lý, chuyên gia, công nhân, người lao động từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến làm việc tại Quảng Nam phải thực hiện nghiêm túc công văn số 4254 và công văn số 4373 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đến khi có thông báo mới. Đối với các nhà quản lý, chuyên gia, công nhân, người lao động từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi vừa đến và ở lại luôn Quảng Nam để làm việc thì không phải thực hiện cách ly nhưng phải đảm bảo các điều kiện có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ, có giấy giới thiệu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, để ứng phó và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và đối với chuyên gia, lao động do mình quản lý. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID tại cộng đồng, thường xuyên theo dõi giám sát để đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các trường hợp nêu trên. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chi Thanh vừa ban hành quyết định 98 về phương án đón người dân Quảng Nam và một số tỉnh thành phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê. Trước mắt thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, sau đó rút kinh nghiệm sẽ đón bà con ở các tỉnh thành còn lại khu vực phía Nam. Xung quanh phương án này, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Văn Phăng, Phó Giám đốc Sở Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, thì trong thời gian qua thì lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có nhiều sự quan tâm đến người dân trong cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Và trong thời gian gần đây thì Đảng bộ và chính quyền Quảng Nam cũng đã có kế hoạch để mà đón những người Quảng Nam đang sinh sống làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh về lại quê hương. Đây được xác định là một trong những cái chương trình có ý nghĩa nhân văn. Vậy thì ông có thể cho biết sơ bộ về kế hoạch này cũng như những cái thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện được không ạ? Tỉnh cũng đã giao cho ban chỉ đạo tỉnh, ủy ban tỉnh cũng đã giao cho nhiều bên các bên liên quan, đặc biệt về trước hết là hội đồng hương tỉnh Quảng Nam trong thành phố, đặc nhất là các hội đồng hương cấp thấp bộ địa phương tương ứng với các huyện, cấp huyện của mình đó, thì rà soát những người có nhu cầu về đặc biệt khó khăn. Trong đó có nhóm đó thì nhóm được ưu tiên hỗ trợ là người già, người có bệnh tật, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc những người mà hoàn cảnh mà không có nhà cửa, lang thang cơ nhỡ. Trong đó nhóm đối tượng này sẽ được ưu tiên trước. Thưa ông, thì trong phương án tổ chức đón người Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về lại quê hương thì có cái sự tham gia hết sức tích cực từ phía doanh nghiệp cũng như người dân, ông có thể cho biết thêm về vấn đề này được không ạ? Cho đến bây giờ thì cái ý tưởng này thì cũng nhận được sự đồng hành của số doanh nghiệp cũng như người dân các địa phương. Ví dụ như công ty Taco Trường Hải sẽ hỗ trợ 10 đầu xe, 10 đầu xe để mà chúng ta từ nay đến khi mà hàng ngày là các ban chỉ đạo trong lúc này thì hàng ngày các hội đồng hương trong kia và ban chỉ đạo các huyện là luôn luôn cập nhật rà soát danh sách, để khi chúng ta gom được đủ một chuyến xe mà có 40 người thì sẽ có một huyện ít thì có thể kết hợp 2-3 huyện, nhưng ví dụ huyện miền núi thì đưa đi một chuyến xe như vậy là liên tục 10 đầu xe đã thay nhau để đưa bà con về. Thứ hai là công ty hãng hàng không Vietjet hỗ trợ khoán luôn từng chuyến bay một, với vì bay một chiều mà thì hãng này sẽ nhận kinh phí 300 triệu, giảm giá xuống còn 300 triệu cho một chuyến bay. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo quy hoạch tổng thể dự án Sun Bay Melia Nam Hội An, dẫn do Công ty Cổ phần Mai Đoàn Chu Lai thuộc Tập đoàn Du lịch Thiên Minh làm chủ đầu tư, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và huyện Núi Thành. Đánh giá cao quy hoạch và những điều chỉnh mới của dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu dự án nằm ở khu vực ven biển, có nhiều khu du lịch lớn, đòi hỏi dự án phải có quy hoạch thiết kế mang tính đặc trưng khác biệt. Khuyến cáo hạn chế sử dụng nước ngầm, nên mọi bước liên quan đến thủ tục đánh giá tác động môi trường, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thiết kế và triển khai xây dựng đều cần có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp của tỉnh và huyện Núi Thành để triển khai kịp thời đúng tiến độ quy định. Đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến một số hộ dân nuôi tôm đường dẫn vào dự án. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp để góp ý kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam phiên bản 2.0, cùng dự có đại diện các sở ngành liên quan. Theo đơn vị tư vấn, điểm mới trong kiến trúc 2.0 là ngoài việc tiếp tục tích hợp, đồng bộ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển các cơ sở dữ liệu, ngành lĩnh vực, thì tầng dữ liệu bổ sung số hóa các tài liệu, hình thành cơ sở dữ liệu lưu trữ tập trung toàn tỉnh, xây dựng nền tảng kho dữ liệu dùng chung, từng bước xây dựng kho dữ liệu số tập trung toàn tỉnh. Các sở ngành căn cứ vào mô hình tham chiếu dữ liệu để xác định các vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng dữ liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các đại biểu dự họp góp ý kiến trúc 2.0, chú ý tính liên kết các cơ sở dữ liệu, tích hợp các dịch vụ để kiến trúc này phục vụ hiệu quả cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Tiên Phước xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước đã ban hành văn bản tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn huyện theo các chỉ thị 15-16.
toàn huyện Tiên Phước thực hiện chỉ thị 19 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện Tiên Phước đã thành lập 7 khu cách ly tập trung và đang thực hiện cách ly tập trung trên 300 người, cách ly y tế tại nhà 1.021 trường hợp, có 2.000 trường hợp liên quan tới các ca dương tính trên địa bàn huyện Tiên Phước đều cho kết quả âm tính lần 1. Trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì huyện đã họp và đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo tập trung khoanh vùng dập dịch, truy vết các cái trường hợp F1, F2 liên quan. Đến nay thì tất cả các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly, F2 đã cách ly tại nhà và cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn cái việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Hiện huyện đã khoanh vùng và đưa tất cả các trường hợp F1 liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn vào khu cách ly tập trung để theo dõi. Tuy vậy, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại huyện Tiên Phước và các địa bàn lân cận trong tỉnh, huyện Bắc Trà My đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp chốt chặn nghiêm ngặt tại các đường mòn lối mở vào địa bàn huyện nhằm phòng chống lây lan dịch bệnh. Mặt khác, việc bình ổn giá thị trường cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Trong 2 ngày qua, sau khi huyện Tiên Phước phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, người dân tại huyện miền núi Bắc Trà My cũng khá lo lắng về dịch bệnh. Tại chợ Bắc Trà My, nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, dầu ăn, mắm, muối cũng được người dân mua sắm nhiều hơn thường ngày. Tuy nhiên, điều đáng mừng là những mặt hàng này được bình ổn cơ bản. Là gạo mùa là cô bán giá là bình thường, như thường ngày đó, còn chỉ có loại gạo mà ở Sài Gòn về là anh tăng 1.000, 2.000 một bao, là bao 10kg, còn bao 25kg thì anh tăng đến 5.000. Chỉ đạo cái việc kiểm soát chặt chẽ vấn đề qua lại, và đặc biệt là các người đến từ Tiên Phước mà đi qua những cái vùng dịch thì chốt chặn một cách hợp lý. Đồng thời thì cũng tiến hành thực hiện tạm dừng một số các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn huyện Bắc Trà My để phòng chống dịch. Huyện Bắc Trà My đang tăng cường công tác tuyên truyền lưu động trên loa phát thanh tại 13 xã thị trấn. Các đội tuyên truyền lưu động được triển khai rộng khắp các thôn nóc tại địa phương. Huyện đề nghị người dân không nên đến huyện lân cận Tiên Phước khi tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.